ngon các bạn ạ. Giờ mình sẽ thử đi cho các bạn biết là cái bún riêu mình thử ở đây ngon như thế nào nha, và cái độ tươi nó như thế nào luôn. Không quá mọi người ơi. Đây là miếng bạch tuộc nè, các bạn thử trước nha. Ngon quá chị Thủy ơi. Dạ rồi. Mọi người đây có nồi nước lèo chưa? Rất là hấp dẫn nha. Có nghi ngút luôn. Quán bún riêu bạch tuộc của chị Thủy ở đây là nổi tiếng nhất ở quận 8 nha các bạn. Các bạn nào mà chưa thưởng thức thì hãy ghé một lần quán chị Thủy để thưởng thức nha các bạn nha. Đây là chị chủ quán nè. Thấy xinh đẹp chưa? Wow. Ôi, thấy chị chủ quán thấy gì chứ, lên hình đẹp lắm à. Wow, ra bán cho chị miếng ra sao muốn ra. Không được rồi thì cô lấy trong nhà ra thì. Ở đây là cũng có anh Rap Bay đặt hàng đó nè các bạn. Đây là có foodie. Hình nào là đầy đủ nha các bạn nha. Đây. Bây giờ là mình đang quay một mâm bạch tuộc của chị Thủy bán nè. Đó. Đó. Nhìn thấy hấp dẫn các bạn. Đó là chị bán từ mấy giờ đến mấy giờ chị? 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều. À, 6 giờ sáng, 6 giờ chiều. Vậy là giờ này mình đi 12 giờ trưa là còn có ăn nè. Có, 4, 5 giờ, 5 giờ, 5 giờ mấy còn. Mấy giờ bán một ngày á, mấy giờ bán chị đó luôn nè. 12 tiếng, không có rổ. Ở đây thấy cũng có nhiều quán bán bún riêu bạch tuộc khác nữa nè. Nhưng mà quán chị Thủy là nổi tiếng nhất. Từ từ sẽ quay tới. Rồi nước rồi không? Ủa chị mấy bịch? Thôi tám chục cho anh luôn. Có nha. Có là tám chục cho anh rồi. Ok. Chị ăn tại nơi rồi em. Em đi quay cái đài gì đó. Dạ em quay, em sẽ đưa lên YouTube. Ôi. Đưa rồi. Đưa rồi, bây giờ là đưa lên nữa, đưa lên YouTube nữa. Cho quán chị thêm nổi tiếng nữa. Cái thằng gì rồi đó. Bình thường như vậy là Thủy đã đẹp rồi. Bỏ lại rồi. Làm rối luôn rồi. Làm người đẹp rối luôn, bán không được luôn kìa. Ai đẹp rồi.
rồi mày không ăn đi. Tươi ngon quá à. Nói em về cho em hai phần nữa nha chị. Nãy giờ á, nãy giờ mình theo chị chủ nhiều quá cho nên là chị chủ quán bán luôn. Bị rối luôn á. Theo chị chủ đẹp mà bán mình bị rối luôn, bán lộn bún luôn ghê. Chị ăn thử miếng cua đi. Ngon. Ngon quá mọi người ơi. Quán của chị Mỹ bán ở đây là đã trên 15 năm rồi nha các bạn. Mình hay ăn rau nhiều lắm nên là mình để rau vậy nè các bạn. Wow, một con đầy đun. Chị, một tô bún mịt tuột này giá bao nhiêu chị? 40.000 thôi các bạn. Rẻ quá. Một tô bún mịt tuột, bún cua bạch tuột, chị có giá là 40.000 thôi các bạn. Chả quý lum kìa. Đặc biệt đó là bạch tuột rất là tươi. Giò là 50. Giò nữa. Giò là 50. Nhưng mà mình không thích ăn giò cho nên mình treo bạch tuột thôi là 40.000. Nó giò là 50.000 các bạn. Đặc biệt là bạch tuột rất là tươi và ngon. Ta không mua rồi. Ở ngay căn cổ quân ở đây là chợ ông. Trong chợ này là có rất nhiều quán cũng bán bún riêu, cua và bạch tuộc. Nhưng mà quán chị Thủy này là công thấp nhất. Tại vì cái hương vị của chị Thủy làm nó rất là đậm đà nha các bạn. Nhà bạch tuộc nó rất là tươi hơn những chỗ khác rất là nhiều. Giá cả của mình dân nữa. Đặc biệt là chị chủ rất là đẹp. Trời ơi. Tại vì lâu phải lâu quá rồi chị Thủy không được ăn cái đẹp cho nên hôm nay mình ăn cơm mình hay đại lên chị Thủy mất cỡ. Mất cỡ nghe đẹp cái là không nổi luôn á. Mật tuột không mà chứ đâu có mật đâu. Khi nào mà chợ cái máu của chị mà không bỏ cái này vậy đâu có mật. Mật người đúng rồi, đúng rồi. Tại vì cái này cũng kêu mật cung biến cậu. Chẳng qua còn thấy ghê nữa. Vậy là mình có mua thêm hai bọc nữa nè. À, mình mua thêm hai bọc nữa về cho cha mẹ mình ăn thử nè các bạn. Cứ tiền em luôn người đẹp. Ủa sao hả? Cà đá. Ủa sáng ghê chưa? Bán biết lời được nhiều bò lên cà đá luôn. Bò 3.000 các bạn. Rồi mình xin kết thúc cái clip của mình ở đây nha. Nếu mà các bạn muốn mình review ở quán ăn nào đó thì các bạn hãy comment ở dưới clip này rồi mình sẽ tới review các bạn nha. Xin chào các bạn.